Nơi đâu, cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Audio trên miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày 18 tháng 8, em xin tôi lại giới thiệu đến góc một chiếc đầu đến từ thương hiệu của Soli. Model của nó là CDP611. Model này em bán cũng khá là nhiều rồi. Nó có một cái chức năng khá là hay để cho các bác nghe nhạc. Đó là 7 nút chỉnh nhạc theo điệu, 7 nút chỉnh nhạc theo nhu cầu các bác nhé. Đấy, khá là ấn tượng đấy ạ. Và chiếc đầu này thì được sản xuất năm 1993, nó sở hữu cái size ngang của nó là 43 cm, chiều cao của nó là 11 cm và chiều sâu của nó 29 cm, và nó nặng là 3,8 kg. Và mắt tọc thì dùng mắt tọc của Sony 240, rất dễ thay thế và không kén đĩa. Đấy. À, về phần ngoại hình thì em cũng xin quay chi tiết để các bác được chiêm ngưỡng. Đây là phần ngoại hình của chiếc đầu. Đấy. Về phần mặt tiền của em nó thì khá là đẹp, nhưng mà tuy nhiên thì nó có những vài vết cấn này, đây vết cấn nhẹ đây. Đấy, rồi đây. À, ở đây cũng có vết chảy đây trên này, nhưng màu đen nhìn không rõ các bác ạ. Đấy, còn lại thì rất là đẹp nhé, rất là đẹp. Đấy. Đây các nút chỉnh tông nhạc này. Đấy, báo đèn hết nhé. Đấy, báo đèn hết, direct này thông thường là chuẩn này. Đấy. Và đây là phần lắp lưng thì em cho sơn lại rồi, bởi vì dòng này về hầu như lắp sơn nó dám dính có vết, phải sơn lại hết các bạn. Đấy, này, sơn lại đẹp hết rồi, hồi đẹp. Và phần cạnh trên của nó thì đây cũng có sức mờ mờ thôi, còn lại khá là đẹp, lắp lưng sơn lại rồi. Đấy. Mà phía sau model của nó là CDP 611 điện 100V, công suất 12W, và series của nó là 211088, của series là đẹp luôn và sản xuất ở Nhật Bản này. Phía sau khá là mới. Chiếc đầu này thì trang bị hai đường aux ra, một đường cổng quang ra để cho các bác kết nối thiết bị ngoài. Và đây là phần nội thất bên trong. Phần nội thất bên trong của chiếc đầu này còn khá là mới, máy móc thì là zin nguyên bản, mắt đọc zin 4 theo máy luôn, mắt đọc 240A đây. Đấy. Tụ lọc là tụ lọc Ela 4700 mi 16V. Đây là phần đáy phía dưới. Khá là mới ạ. Rồi. Và từ đây thì em cũng xin test cái phần mắt đọc cũng như cái chức năng hoạt động của chiếc đầu này để bác được thưởng thức. Và giá của chiếc đầu này thì bên em bán với mức giá là 1,2 triệu đồng nhé. Đây nó có một cái vết chảy đây và có một cái vết sức mờ mờ ở cái phần này nhé. Đã nhìn kỹ thì mới thấy thôi chứ bình thường nữa khó thấy ạ. Đấy. Có vết đấy ạ. 1,2 triệu các nhé, bao phí ship toàn quốc. Cho bác nào chuyển đủ tiền, bác nào đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và bên em thì theo chương trình thì vẫn tặng kèm một cái đĩa CD gốc Việt Nam để cho bác sử dụng ạ. Đấy. Và trong quá trình nhận hàng, các bác cứ test kiểm tra, nếu sản phẩm của bên em không may nó có sự cố thì các bác giữ nguyên tem niêm phong, đóng gói cẩn thận gửi lại bên em. Bên em kiểm tra đúng mức an toàn 100% cho các bác, hoặc các bác đổi sản phẩm khác tùy theo ý của mình. Và trong quá trình mà đã dùng rồi thì bên em không bảo hành, nhưng hỗ trợ sửa chữa cho các bác nếu sản phẩm bị lỗi mà không có thợ sửa. Tiền phí thì các bác phải thanh toán giúp em. Đấy. Đầu thì không kén đĩa, đầu tốt đĩa lòng xanh là đĩa sao chép, đĩa lòng vàng cũng như đĩa lòng trắng nhé. Mà test đĩa sao chép này. Đã nhận đĩa. Các bác đeo tai phone vào để của em thưởng thức ạ. Thank you.
còn rơi mãi trên phím đàn, còn rơi mãi những tiếng buồn thở than đã lâu rồi. Nụ cười vắng trên môi, mưa rơi còn rơi mãi nhớ thương ai ướt bờ mi đêm dài. Mưa rơi làm mưa mãi trong đời, người đã xa vắng rồi. Con tim cô đơn còn ôm ấp những hẹn thề, ước chiều mưa em về. Chôn đi bao nhiêu kỷ niệm xưa mãi tôn thờ cuộc tình con ước mơ. Từng giọt mưa, từng giọt buồn ngoài sân vắng buổi chiều tối dần. Từng giọt mưa như hờn giận, nào người có biết chăng. Mắt đọc rất tốt ạ.
còn sống trong tôi, cho mình đau xót thêm thôi. Tôi muốn quên em trong diều lòng mềm mùi cay đắng. Tôi muốn quên em trong cuộc tình nồng đêm trắng quên đời. Tôi biết yêu em như đêm đời mình dìm trong ngục tối. Tôi muốn quên em cho chết trọn kiếp đơn côi. Rồi, em xin phép được dừng tiết tại đây. Thì chiếc đồ này bên em bán với mức giá là 1,2 triệu đồng. Em bao phí ship toàn quốc cho bạn nào chuyển đủ tiền. Và đặt cọc thì tự trả tiền ship giúp em. Và bên em tặng kèm có một đĩa CD gốc Việt Nam để bác sử dụng. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ạ.